Hi guys, mình là Triệu Thành, đến từ TLS của Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi IELTS trên máy tính đang ngày càng trở nên phổ biến và có rất nhiều câu hỏi liệu rằng là cái kỳ thi này nó có khó hơn cách thi truyền thống hay không? Và đây sẽ là nội dung mà mình sẽ chia sẻ tại workshop bứt phá kỹ năng IELTS thăng hạng tại Trường Đại học Kinh tế vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 4 tại Trường Đại học Kinh tế, cơ sở quận 10. Cùng với đó mình sẽ chia sẻ theo các bạn rất là nhiều tips nhằm để các bạn có thể cải thiện điểm số và bứt phá điểm IELTS của mình. Các bạn hãy click vào link bên dưới để đăng ký ngay nhé. I look forward to seeing you there.